Lực lượng xã phối hợp với lực lượng dân quân cơ động xã ESA giúp sức cho lực lượng của xã tăng cường tích cực chữa cháy và hành động của lực lượng y tế tổ chức cứu chữa kịp thời cho những người bị thương khi tham gia chữa cháy. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đồng bào, đồng chí, do điều kiện nắng nóng, ngọn lửa ngày càng bùng phát, công tác dập lửa hết sức khó khăn, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng đã sử dụng các phương tiện sẵn có với phương châm 4 tại chỗ để tổ chức dập lửa. Với sự cố gắng, đồng sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân và các lực lượng, sự phân công hợp lý trong sử dụng lực lượng của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, các bộ phận đã thực hiện đúng từng nhiệm vụ trên từng hướng, từng người với vật chất như cưa máy, máy bơm, máy thổi, bình bơm, dao, cuốc xẻng, xô nhựa, cành cây và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng dân quân cơ động xã ESA. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt. Qua kiểm tra, đám cháy đã được dập tắt triệt để, vành đai chống cháy lan đã hoàn thành, không có thiệt hại về người và vật chất. Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng chí, cháy rừng gây ra thiệt hại hết sức nặng nề cho cảnh quan môi trường và hệ sinh thái. Lường trước những nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, huyện ủy, ủy ban nhân huyện EK đã thành lập ban chỉ đạo diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng huyện để chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức diễn tập với quy mô cấp cơ sở về công tác chữa cháy rừng tại xã Xuân Phú. Hy vọng với các hành động thực binh vừa rồi đã giúp quý vị đại biểu và các đồng chí có thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố cháy rừng gây ra. Thay mặt cho ban tổ chức, xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí trong khu vực diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Cuộc diễn tập thực binh đến đây là kết thúc. Đề nghị chỉ huy các vị trí đang đi kiểm tra cho lực lượng dập tắt toàn bộ các vị trí bố trí, xong cơ đồng về vị trí trước khán đài để nghe sơ đồ nhận xét.